Xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay em là Hoàng đây, điện tử Minh Hoàng. Xin lên cho anh em một cái dòng mạch in kích cá kích điện. Các bác ráp máy rất là ok, 90 phép. Mạch là mạch 90 phép, chạy hai biến áp E65, E75, E80 đều được nhá. Nhân áp bằng 6 tụ lục nguồn. Băm hai cuộn cảm. Mạch phít thủy tinh, dày rất là dày, phủ bóng hai mặt màu xanh nước biển cực kỳ là đẹp. Mạch này đường mạch công suất rất khỏe, rất to, phủ thiếc loại đồng tốt, phủ bóng hai mặt phít thủy tinh, chống cong vênh khi hàn, chống đứt mạch. Mạch bên em rất là ok nhá, shop bên em rất là nhiều mạch. Mạch này thì em bán giá cũng rẻ thôi. Đấy, những cái dòng mạch đây rất chi là nhiều, 24 phép lớn, 20 phép, 90 phép, 28 phép, 4, 5, 4 phép này, 6 phép, 8 phép đều có nha. Tất cả các dòng mạch luôn. Bên em là shop bên em là có mạch in là có tem rõ ràng nha. Đây nha các bác, mạch in là có tem rõ ràng từ công ty luôn nha. Hàng chất lượng luôn. Các bác liên hệ cho em số điện thoại trên, em ship hàng toàn quốc. Giao hàng giá mạch này là mạch giá tại công ty rất chi là rẻ. Ship hàng toàn quốc các bác nha. Các bác liên hệ cho em số trên. Bên em là có những cái dòng mạch như là đang ráp sẵn cũng có nha, hỗ trợ các bác ráp sẵn các phần trên mạch này. Đây như các bác, cái mạch này em cũng bán cho các bác nha. Mạch này thì đấy, anh em nào cần thì em để lại cho. Đang ráp dở đây, các bác nào cần những cái mạch ráp dở này thì về lắp máy rất là tiện. Chỉ cần vài con linh kiện thôi là chạy ok nhá.